Ở trong cái chợ này thì các bạn được chia sẻ và được hỏi đáp các cái thắc mắc về mộc hương, từ hỏi về mộc hương ta, mộc hương lai, rồi mộc hương, tóm lại thì sẽ có người sẽ giúp đỡ các bạn điều này. Thì bạn vào cái nhóm này để các bạn giao lưu và có thể mua bán ở trong cái nhóm này. Cái đường link thì mình để bên dưới.